vua giang hồ Tyson Fury giành danh hiệu võ sĩ xuất sắc nhất năm. Võ sĩ Tyson Fury lần thứ hai được vinh danh là võ sĩ xuất sắc nhất của năm tại giải thưởng ESPE, danh giá của tờ ESPN. Tyson Fury, võ sĩ có biệt danh vua giang hồ và đang giữ đai hạng nặng WBC sau chiến thắng knockout ấn tượng trước tay đấm Dylan White hồi tháng 4, đã giành giải ESPE cho võ sĩ xuất sắc nhất năm 2021 tại buổi lễ trao giải hàng năm của tờ báo ESPN hôm 21 tháng 4. Dù vậy, Tyson Fury không có mặt để nhận giải thưởng. Những người hâm mộ quyền Anh đã nhanh chóng bình luận về giải thưởng mới nhất của võ sĩ hạng nặng người Anh. Rất xứng đáng. Một người hâm mộ bình luận: võ sĩ bất bại, xin chúc mừng Tyson Fury. Một người hâm mộ khác nói: võ sĩ mạnh nhất thế giới. Một người khác nói thêm. Tuy nhiên, không phải tất cả những người hâm mộ quyền Anh đều đồng tình với việc Tyson Fury đoạt giải thưởng. Thật điên rồ khi trao giải cho anh ta. Chanel Charlo hay Devin Haney mới là người xứng đáng hơn, một người hâm mộ bình luận. Ngoài Tyson Fury, cựu vô địch WBC hạng nặng Vitaly Klitschko cũng được vinh danh tại lễ trao giải. Klitschko hiện giữ chức thị trưởng Kiev, đã nhận được giải thưởng Arthur Ashe cho lòng dũng cảm vì vai trò của ông trong việc bảo vệ Ukraine trước chiến dịch quân sự của Nga. Klitschko đã phát biểu qua tin nhắn video và nói: thật vinh dự cho tôi khi được nhận giải thưởng này. Tôi tin rằng đây là sự công nhận lòng dũng cảm và sự bất khả chiến bại của người dân Ukraine, những người đã anh dũng chống lại Nga. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Siêu huyền thoại tự tin thắng dễ Tyson Fury vào thời đỉnh cao. Theo quan điểm của huyền thoại boxing hạng nặng Lennox Lewis, anh sẽ dễ dàng đánh bại Tyson Fury vào thời kỳ hoàng kim của mình. Đã 19 năm qua đi, kể từ lần cuối cùng Lewis tranh tài ở sàn đấu chuyên nghiệp, dù thế huyền thoại 56 tuổi cũng giống như nhiều nhà cựu vô địch thế giới khác, thừa nhận rằng anh hoàn toàn tự tin vào việc giành chiến thắng nếu đối đầu với vua Gipsy vào thời kỳ đỉnh cao của mình. Khi được hỏi liệu bản thân có đánh bại Fury hay không, Mãnh Sư trả lời với Talk TV một nụ cười: tôi từ chối đáp lại những câu hỏi quá dễ dàng. Nghe này, Tyson Fury là một nhà vô địch tài giỏi. Cậu ta di chuyển tốt và ra đòn mạnh mẽ. Những cú chọc thẳng và đấm móc của cậu ta cũng rất tuyệt. Tất cả những gì cậu ta phải làm là quét sạch hạng nặng, giống như cách tôi từng làm và đánh bại thế hệ tiếp theo. Bạn không thể để hai võ sĩ Croc đối đầu với nhau, sẽ rất thô lỗ. Lewis nói thêm với nụ cười mỉm khi nhắc tới huấn luyện viên của Fury là Sugar Hill Stewart, vị chuyên gia có người chú từng huấn luyện anh trong quá khứ. Lewis sinh ra tại London, anh chuyển đến Canada năm 12 tuổi, sau đó giúp đất nước này giành huy chương vàng Olympic Seoul vào năm 1988. Dù vậy, lúc chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp, võ sĩ sinh năm 1965 lại đại diện cho nước Anh. Nhiều chuyên gia đánh giá rằng Lewis là võ sĩ boxing người Anh vĩ đại nhất mọi thời đại. Mãnh Sư từng giành chiến thắng trước các đối thủ danh tiếng như Mike Tyson, Evander Holyfield, Vitaly Klitschko hay Frank Bruno. Hiện tại, Lewis vẫn đang là tay đấm gần nhất giữ danh hiệu nhà vô địch tuyệt đối của hạng nặng, thời kỳ của ba danh hiệu lớn. Lewis đã thách thức Fury làm được điều tương tự như mình, thống nhất tất cả các đai vô địch danh giá ở sàn đấu trên 90kg. Tuy nhiên, Fury khẳng định anh sẽ không trở lại võ đài. Dù giải nghệ nhưng vua Gipsy vẫn chưa bỏ trống danh hiệu WBC. Nhiều fan hâm mộ mong muốn Fury so tài với người thắng trong trận giữa Usyk và Joshua 2 để thống nhất 4 danh hiệu lớn trước khi trao găng. Nếu làm được điều nói trên, khả năng Fury sẽ vượt qua Lewis để trở thành huyền thoại số 1 nước Anh. Bởi lẽ lúc này Fury vẫn đang bất bại, trong khi Lennox Lewis từng thua 2 trận xuyên suốt sự nghiệp danh tiếng của mình. Theo bạn thì Lewis và Fury nếu đối đầu nhau, ai sẽ là người mạnh hơn? Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Cả thế giới muốn Tyson Fury thống nhất đai với Oleksandr Usyk. Đó thực sự là điều đang diễn ra khi làng boxing thế giới nín thở chờ đợi quyết định của Tyson Fury có hay không trở lại thống nhất các danh hiệu hạng nặng cùng Oleksandr Usyk. Tôi tin rằng Tyson Fury chưa giải nghệ. Chắc chắn tôi sẽ thuyết phục anh ta đấu với tôi.
Tôi muốn đấu với anh ta. Nếu không đánh bại Tyson Fury, tôi sẽ không thi đấu nữa. Đó là lời tuyên bố chắc nịch của Usyk Usyk sau chiến thắng thứ hai trước Anthony Joshua, bảo vệ thành công 4 danh hiệu hạng nặng WBA Super, WBC, WBO và IBO hôm 21 tháng 8 vừa qua. Bộ sưu tập của Usyk giờ đây chỉ còn thiếu chiếc đai WBC, hiện vẫn thuộc về người sở hữu Tyson Fury. Trước đó, khi kết thúc trận thắng Dillian Whyte hồi tháng 4, Fury đã tuyên bố giải nghệ. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là quyết định chính thức, và WBC cũng chưa xác nhận việc Fury không còn là người giữ đai hạng nặng của họ. Chia sẻ với truyền thông, Chủ tịch WBC Mauricio Sulaiman cho biết, đã đưa ra lời đề nghị dừng giải nghệ với Tyson Fury để tìm kiếm một trận đấu thống nhất danh hiệu. Fury là người độc nhất, tính cách, suy nghĩ của cậu ấy khiến tôi rất tôn trọng. Cậu ấy đã trung thành với WBC từ lâu, là đại diện và niềm tự hào của WBC, ông Sulaiman cho biết. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ đưa ra quyết định phù hợp, dù đó là gì. Nếu cậu ấy muốn treo găng, đó là một quyết định tốt với tiền, sức khỏe và gia đình cậu ấy. Nhưng nếu cậu ấy muốn quay trở lại võ đài, sẽ thật tuyệt khi cậu ấy đại diện WBC và đối đầu với Usyk hay một trận tranh tài nào khác. Theo Chủ tịch Mauricio Sulaiman, WBC đang chờ đợi phản hồi chính thức của Tyson Fury về việc quyết định ở lại hay giải nghệ. Doanh nhân người Mexico tin rằng Fury chấp thuận thi đấu tiếp, màn sao găng giữa Usyk có thể diễn ra ngay trong năm nay hoặc đầu năm 2023. Quản lý của Tyson Fury, chúng tôi tin kèo đấu với Usyk sẽ diễn ra. Không chỉ WBC, hiện tại ông bầu đại diện cho Tyson Fury tại Anh là Frank Warren và tại Mỹ là Bob Arum đều có những phản hồi tích cực về ý tưởng thượng đài. Fury và Usyk sẽ là một trận đấu hay. Tôi tin trận đấu này có thể được tổ chức vì đội ngũ cả hai bên đều muốn thế, Frank Warren chia sẻ với WBC. Vấn đề chỉ nằm ở địa điểm tổ chức để có thể thu về lợi nhuận cao nhất trong một trận đấu độc nhất của lịch sử mà thôi. Đây là lần đầu tiên Chúa mới biết được 4 danh hiệu quý giá sẽ thuộc về một người trong bao lâu. Cả hai đều bất bại và làm boxing đều bị cuốn hút bởi cặp đấu này. Về vấn đề làm việc chung, ông bầu người Mỹ Bob Arum tin rằng sẽ không có vướng mắc gì giữa đôi bên bởi đội ngũ quản lý của Usyk cũng đang phụ trách Vasyl Lomachenko, tay đấm đang thi đấu dưới thương hiệu Top Rank Boxing do Bob Arum sở hữu. 100 triệu đô chờ đón hai võ sĩ từ Thái tử Ả Rập. Đó là con số ước tính mà Tyson Fury và Oleksandr Usyk có thể mang về khi trận thống nhất đai được diễn ra tại Ả Rập. Trước đó, khi được nhắc về kèo đấu với Oleksandr Usyk, Fury đã yêu cầu tối thiểu 100 triệu đô, tương đương lợi nhuận mà Joshua có được trong trận đấu cuối tuần qua. Theo ông bầu Bob Arum, con số này hoàn toàn nằm trong khả năng nếu trận đấu diễn ra tại Trung Đông, với sự hỗ trợ của các đại gia Ả Rập. Thậm chí nếu lựa chọn thời điểm thích hợp, cả hai có thể thu về tới 150 triệu đô mỗi người, bao gồm tiền bản quyền hình ảnh, tài trợ và quảng cáo. Chúng tôi rất hứng thú với trận thống nhất đai, hy vọng chúng tôi có thể đưa nó về thành phố Riyadh. Hoàng tử Abdulaziz bin Tukey Al Saud, Bộ trưởng Bộ Thể thao Ả Rập cho biết. Thậm chí các bầu Trung Đông còn muốn trận đấu diễn ra vào ngày 17 tháng 12, đúng một ngày trước trận chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Có thể thấy không chỉ những khán giả trên khắp thế giới, tất cả những người trong cuộc đều đang giải thảm cho kèo đấu thống nhất đai giữa Tyson Fury và Oleksandr Usyk. Kể từ thời điểm kỷ nguyên 4 đai WBA, WBO, IBF và WBO bắt đầu, chưa có một tay đấm hạng nặng có thể đồng sở hữu tất cả các danh hiệu vô địch. Giờ đây, cơ hội để người yêu boxing chứng kiến nhân vật đó xuất hiện đang rõ hơn bao giờ hết. Tất cả chỉ còn chờ cái gật đầu của Tyson Fury để chính thức tiến hành cuộc chiến kinh điển với Oleksandr Usyk. Theo bạn thì Usyk có đủ sức hạ gục Tyson Fury hay không? Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.